Đợt này là gà rán không có convert cái video này lại. Cái video khởi động game này nó tương đối nặng nhé. Đấy, mình cái video này nó phải vài trăm mê. Nó chỉ có vài giây thôi, nhưng mà nó là một cái file render rất là nặng. Tôi nghĩ là nó không cần thiết, nhưng mà chịu rồi. Ba lần đó, đấy. Giải thưởng, ai là quả bóng vàng năm nay thì anh em đã biết rồi. Những drama xảy ra xung quanh nó có lẽ là mình cũng đã biết nhiều. Tôi đang update game đây, đã update xong đâu. Ủa dồi, các ông cái kiểu phản xạ nhỉ. Giống như là buổi sáng người ta dậy người ta đánh răng lại, các ông vào livestream các ông cứ phải hỏi thằng nào ngon hơn là thế nào. Ok anh em ơi, xin một like video mọi người ơi. Chúng ta vừa có một cái giao diện mới này. Một cái hệ thống lương đương nhiên là mới rồi. Lương bây giờ sẽ là 265, thêm 5 lương nữa. Một điều bất ngờ đấy là ở cái phần cửa sổ in game bây giờ là đã chọn được tần số quét rồi anh em ạ. Khi các bạn chơi ở chế độ cửa sổ thì các bạn sẽ không chọn được cái tần số quét này, mà nó sẽ ăn theo tần số quét của màn hình. Nhưng mà bản cập nhật này nó đã cho chúng ta chọn tần số quét in game nhé. Thì tôi không biết là cái này nó sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến cái trải nghiệm in game. Cái này tôi sẽ phải test nhé, nó là một cái điểm mới thôi. Ok, thì là biết như vậy thôi. Còn cái này là tốt hay xấu hoặc là nó có thay đổi gì đến cái tinh chỉnh setting trong game thì tôi sẽ sau nhé. Đầu tiên là gói cầu thủ thì hiện tại là gà rán đã add cho tôi hình một đường thẻ một kiểu đấy. Đấy, đây này anh em nhìn cái logo ở dưới này, nó nhỏ nhỏ đây này, là chữ BDO này, nhìn tên này em Valendor. Ừ, nhưng mà tên thì lại là Blader đấy, ban lãnh đạo. Rồi đấy thì có phải mình nhầm không? Gà dám chơi vậy bịp vãi. Như vậy là mùa này có Messi. Đây này, gói ban lãnh đạo này, nhưng mà ở dưới logo thì là BDO mà. Chơi dị VL. Như vậy là gà dám là update cái mùa giải là ban lãnh đạo và ba icon mới, đồng thời là thêm 4 icon moment mới, trong đó có 2 icon là mở khóa và 2 icon được add thêm vào. Đấy. Nó khác với cái concept của các cái server khác. Thực ra thì server Việt Nam thì tôi cũng khá là quen với cái lộ trình này rồi, cho nên là tôi không bất ngờ lắm. Tức là ở Việt Nam thì ít khi mà up 2 mùa ngon liên tục. Thành ra là các bạn sẽ không có được sự xuất hiện của cái mùa huyền thoại kia, cái mùa huyền thoại đã giải nghệ, mà sẽ là cái mùa đề cử bóng vàng, trong đó anh Si rất nhiều người đã đặt giá rồi. Đây anh Si lùn đây. Anh Si thì chỉ số anh Si và nhận định về những cái cầu thủ nổi bật thì anh em mình đã có một cái clip soi riêng rồi. Bây giờ chỉ là test những cái cầu thủ đấy trong game như thế nào thôi. Chúng ta đã được mở limit 2 huyền thoại moment. Đấy là Fernando Torres và Ribery. Thì chúng ta có thể vào đây để giấu tên nhìn người cái danh Torres, sách ITM 1K6 coi. Em có 1K4 nhưng đập một phát lên 6 luôn xếp hạ mặt cười. Đây, Fernando Torres chỉ có 1600 coin, rẻ hơn Thierry Henry, đó là một điều tương đối bất ngờ. Tôi cũng đã nghĩ là Torres thì giá nó phải cao hơn Nedved và cao hơn so với lại Chabumkun, bởi vì là Torres có quá nhiều team color đẹp và giá trị in game cũng khá là ngon. Tuy nhiên thì 1600 đáng đời. Ok, Ribery may quá mình không ôm hàng. Ông nào mà ôm thì bởi vì là Ribery cũng 1600. Cái lý do mà những cái icon mới này nó rẻ ấy, thì tôi nghĩ là cũng bởi vì là bây giờ không farm coin nữa, cho nên là gà rán đã giảm cái số coin xuống, và dần dần chắc là gà rán cũng sẽ tinh chỉnh những cái số coin của những cái icon khác thôi. Hungry thì chắc là không thay đổi đúng không? Hungry thì vẫn vậy, Eto vẫn vậy, Ashley Cole 600, Del Piero 1000, Neta 2007. Neta này thì không ai đổi đâu. Piccolo 1600 và Hungry không ai chơi. Sierra 1002, Seva 3006, Kabunkun 2003, Bobby Charlton 3500, Bobby Moore. Như vậy là các cái icon cũ là không sẽ thay đổi nhé. Chỉ có cái việc mà Fernando Torres và
Ribery ra thì nó rẻ bất ngờ thôi. Ribery thì giá đấy thì ok, mà Torres thì hơi rẻ. Những bạn nào mà đang chữ coi đổi Torres thì tôi nghĩ là sẽ ok. Rất tiếc là những anh em nào mà ôm hàng đầu cơ Fernando Torres để chờ đổi coi các thứ thì có lẽ là các bạn thất vọng. Giao dịch cho ITM coin này, bạn nào đang có ITM coin có thể đổi được này, nhưng mà giới hạn chỉ được có 20 lần. Bây giờ thì chắc chả ai đổi đâu, với cái giá BP này thì chắc chả ai đổi đâu. Cái phần đổi ITM thì các bạn sẽ thấy đây này, nếu mà các bạn đổi cái này thì các bạn sẽ thêm một số lượng coin nhất định, đúng không? Đây là một dạng gà rán, gọi là thanh khoản cho anh em khi mà anh em đã lỡ đập từ icon 6, icon 7 các thứ để farm, nhưng mà đợt này là không farm được nữa, anh em cần phải tẩu tán những cái con hàng ấy đi. Cho nên là bây giờ nó là như này, các bạn làm cái nhiệm vụ đó, các bạn đổi icon 6, icon 7 thì các bạn lấy cái chìa khóa, sau đấy dùng cái chìa khóa đó ra mua cái hộp này để mở cái hộp này, đúng không? Những cái gói chỉ định thì không biết là Gareth Bale đã hết limit chưa, thì tôi nghĩ là hết rồi đấy. Chúng ta có Gareth Bale mùa CU này, Gareth Bale Icon này. Đấy, Gareth Bale CU mạnh hơn Gareth Bale Icon nhiều, nhưng mà vẫn là chân 3, chân 5 thôi. Eden Hazard và Hamsik cũng mở limit đúng không? Cái em cần là mini pay. Ok, vào phòng thay đồ này. Phần ảnh, à đây rồi. Nó thêm một cái tab ở đây. Đấy, sorry anh em, nó thêm một cái tab ở đây. Ok, như Gullit thì tôi có thể để lấy cái quả Gullit này, nhìn cho nó trực diện. Rồi, Alexandro, lấy cái này trông cho nó đần. Van der Ven à, Van der Ven nhìn như nhau, chả khác đấy. À, như này gái đấy, ui còn phải xóa được cả mi phải à? Những cái tài khoản nào mà mua được ngày xưa là không có. Hai cái này giống nhau này, game bịp vãi, hai cái này giống nhau thì cho một quái. Như nick của tôi thì chắc là có nhiều mini pay, một số bạn mà lập nick muộn hơn thì có thể là sẽ ít. Cho mặc áo Barca đi. Đấy. Đấy, bây giờ anh em vào anh em chọn thôi, nhưng mà tôi thấy cái này thì dành cho những bạn là ví dụ như là build team color tuyển Đức chẳng hạn, hoặc là anh em chơi ma thú mà anh em đang build team Inter thì anh em sẽ cho một loạt đều là Inter hết. Thì tôi thấy cái đấy nó còn hay ho, nó có giá trị, chứ với tôi thì khác đấy thì nhau đã. Với tôi thì không có gì khác bọt anh em. Đây, nội dung của bản cập nhật này, cập nhật mua thẻ mới Bad Legend 24PL và 24Line. Cái này anh em mình check rồi. Cập nhật 2 icon The Moment mới và 3 icon mới. Rồi, đấy, 2 icon The Moment mới là Ruud van Nistelrooy và Luis Hernandez. 2 icon Moment đặc biệt là Ferran Torres và Frank Ribery thì đã mở giới hạn và giá là 1.600 coin thì chúng ta cũng vừa check rồi này. Cập nhật mùa 24PL. Đấy, và chính thức limit mùa 23PL. Không gì đặc biệt cả vì cái mùa này giá trị sử dụng của nó cũng không cao lắm. Cập nhật 3 icon mới là Buffon, Gareth Bale và Lilian Thuram. Tăng giới hạn lương lên 265 thì cái này cũng đấy rồi. Điều chỉnh hệ thống trao đổi icon moment chúng ta vừa check rồi. Roster update thì chúng ta vừa check. Set nhi các thứ thì chưa có team color gì. Thực ra là hết rồi. Bây giờ thì cái điều mà chúng ta quan tâm là hệ thống game nó có được tối ưu hay không, và cái gameplay nó có thay đổi hay không nữa. Thế thôi, đúng không? Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.